Ok, clip này mình giới thiệu mọi người con loa Kenwood nha, con loa Kenwood để bàn nha mọi người. Thì con này chức năng khá đầy đủ á, con này chơi CD nè, iPod nè, đọc USB, cắm dây AUX hay là 3.0 hay là line-in diễn được cho mọi người, nghĩa là dây 3.0 hoặc là dây hai đầu RCA nha. Và đọc được thẻ SD nữa. Đó, mình quay sơ cho mọi người đây. Đây, chức năng iPod thì nó đọc cái khay iPod đây. Mình đang để sẵn để mình test nè. Trên đây thì có nút dừng phát rồi qua bài volume nha. Thì cái nút ra đĩa nè. Trên đây là gồm có phím chức năng iPod nè, CD nè, tuner nè, SD USB nè, DAO là 3.5 nè, AUX là 2 RCA nè. Nút này nút nguồn nè. Nó có cái tích hợp cái công nghệ DTS nha mọi người. DTS là giống như là xử lý số cho âm thanh nó hay hơn. Ok, con này nó dùng điện adapter nên là auto volt, mọi người cắm điện từ 100V tới 240V đều được nha, nên là khá là tiện. Đó, thì con này full chức năng mình bán là 1,5 triệu, tặng kèm cái remote linh kiện để nghe nhạc nha mọi người, chơi nhạc, dừng bài hay tăng giảm volume gì đó. Ok. À quên nữa, cái iPod này có sẵn 250 bài nhạc tuyển chọn rất là hay rồi. Mấy cái album mà nhạc vàng hay không à, thì mọi người mua để nghe kèm thì là thêm 300.000 nha. Ok, cảm ơn mọi người. Giờ mình test cho mọi người một chức năng iPod rồi CD với lại USB nè. Bỗng dưng thấy đời buồn thiếu, không mê xem phim chán cả. Đó, thì remote này chỉnh volume được nè, gió mang nỗi buồn quạnh hiu, qua bài cũng được luôn nè, qua bài trên remote luôn nha mọi người. Sẽ có người yêu em hơn anh, anh đã nói vậy ngày chia tay. Đứng chết lặng trông theo bóng xa cứ xa dần. Cái qua bài này qua bài thôi. Chiều nay vắng bóng em rồi, còn đâu mong đợi. Ok, mình bấm qua test CD cho mọi người nghe nha. Ok, play.
play nha mọi người. Lại trên đây. USB cho mọi người nghe thử nha. Đó thì cái khay này nếu mà không dùng USB thì mình đóng lại nè, là nó khá gọn gàng nha. Đó, còn nếu mà mình dùng cái USB thì mình bỏ ra thôi. Ok, là mình chuyển qua chức năng USB. Khá là gọn gàng rồi nè. Gọn gàng tiện. Thì con này chức âm theo hướng nhẹ nhàng rồi. Nó không có thiên về một cái giải nào cả. Nó kiểu như nhẹ nhàng thôi. Nghe thích hợp, nghe bàn làm việc hoặc là phòng ngủ thôi. Nghe ở không gian yên tĩnh á, chứ còn không gian lớn thì công suất nó không đáp ứng đó, nó ok đó, giờ mình play thôi. Đó thì khi mà nó play á thì mình sẽ qua bài trên này được nha. Đó, qua bài. Đó, mình qua bài. Đó. Thì nó chỉ đọc được file MP3 thôi mọi người. Từ điện thoại hay laptop thì mình mua hai đầu, hai dây, cái dây hai đầu 3.5 mọi người, xong rồi mình cắm vào mình nghe thôi. Đó, mở clip mình nghe. Tình bơ phơ, chúng ta cần nhau mà
như cánh xa. Chúng ta gần nhau mà lòng băng xa. Tình yêu có phải khi ta chấp nhận rời xa để thấy yêu nhau nhiều hơn? Anh mong rằng em sẽ có một người yêu em cùng em đến hết cuộc đời. Một ngày mới luôn khiến em vui, chẳng phải như anh chỉ làm em khóc. Thì con này dễ 1,5 triệu nha. Con này nó dùng adapter AutoVolt nên là không cần cái đổi nguồn nha. Hàng nội địa Nhật nhưng mà adapter nó là 100V tới 240 nên là cắm điện Việt Nam thoải mái. Ok, cảm ơn mọi người.